Chào bà con và quý khách, hôm nay bên em giới thiệu bà con quý khách cái cây kèn hồng. Cây hiện tại cao từ 1,5 m cho đến 2 m, rất chi là đẹp. Thời điểm em quay là hiện tại đang là mùng 2 Tết nên là các bác đang nghe thấy tiếng karaoke. Cây quá chi là đẹp. Nhân dịp năm mới, cây giống Monet xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc các bác và con nhiều thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống lẫn công việc.